Xin chào các bạn, mình là Nam, năm nay mình là 26 tuổi. Mình đã từng có đến hai cái công ty startup và mình đã gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà làm startup, bởi vì là mình không đào sâu về kỹ thuật. Vì làm một cái startup mà không hiểu sâu về kỹ thuật thì mình là rất là khó khăn. Vì vậy là mình quyết định mà chuyển sang là học sâu về kỹ thuật hơn. Mình đã tìm đến Techmaster với hướng dẫn của anh Cường thì mình ngày càng tự tin vào khả năng của mình hơn, và chắc là sắp tới là mình sẽ triển khai một cái startup mới với cả nhiều cái kinh nghiệm. Chứ là hy vọng là các bạn đến với Techmaster sẽ có được những trải nghiệm của mình.